Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Mình đã quay trở lại rồi đây. Cái câu này chắc mọi người nghe cũng quen lắm rồi. Và hôm nay thì mình đã quay trở lại với một bài speed test. Anh Vinh đã có bài mở hộp trước Samsung Galaxy Note 9. Các bạn có thể xem lại video tại đây. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn so sánh hiệu năng giữa chiếc Galaxy Note 9 và hai chiếc iPhone X. Nhưng mà tại sao lại hai? Tại vì chiếc bên này đang chạy trên nền tảng iOS 11 và một chiếc thì mình sẽ chạy trên iOS 12. Ở đây thì tất cả mình đã đều chuyển qua chế độ máy bay và kết nối chung vào một mạng Wi-Fi. Hiện tại Hoàng Hải đang cho các bạn đặt trước chiếc Galaxy Note 9 này với bộ quà tặng khủng lên tới 12 triệu, có mức giá tốt nhất. Thì các bạn hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể xem được là nó có gì hay. Ở đây thì mình đã cùng bắt hết Wi-Fi là vật vờ Studio và đều đã chuyển qua chế độ máy bay này và bắt chung mạng Wi-Fi rồi nhá. Tất cả các thiết bị này thì mình đều không lock SIM, hoặc có lock SIM thì cũng đã bật cho máy bay rồi nên nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Đầu tiên thì mình sẽ mở một vài ứng dụng mà cần sử dụng mạng. Những cái ứng dụng nhẹ nhàng này thì mình sẽ mở lên để tí nữa thì mình sẽ test khả năng đa niệm của trên các sản phẩm này. Chứ còn cái tốc độ load của trên các sản phẩm này nó đều rất là nhanh. Vì Apple thì đang sử dụng con chip là Apple A11 Bionic và 3GB RAM. Trong khi đó thì với chiếc Samsung Galaxy Note 9 này, phiên bản mình đang có là phiên bản ở Việt Nam nên nó sẽ chạy con chip là Exynos 9810. Như các bạn đã thấy là điểm hiệu năng AnTuTu ở trên cả ba thiết bị này mình đã chấm, thì với thiết bị đang chạy iOS 11 thì nó rơi vào khoảng tầm gần 190.000 điểm. Và con số này ở trên iOS 12 là 180.000 điểm. Tất nhiên đây cái điểm số và bản 12 này là bản beta nên chúng ta không thể nói là cái hiệu năng của nó có tốt hơn được hay không, hay là có bị giảm đi hay so với iOS 11 hay không. Ngoài ra thì với chiếc Galaxy Note 9, điểm số của nó vượt trội hơn hẳn với 240.000 điểm. Nhưng các bạn đã thấy là điểm CPU, điểm GPU nó đều cao hơn. Và cái điểm số này khi mà mình chấm qua Geekbench 4 với điểm số đơn nhân và đa nhân, điểm số đơn nhân ở trên chiếc iPhone 10 cho cái điểm số rất là cao, và điểm số đa nhân thì cũng khoảng tầm 10.000 điểm. Và ở trên Galaxy Note 9 thì điểm số có thấp hơn một chút. Tất nhiên đây sẽ là điểm số mà mình chấm được ở trên các bài test qua các ứng dụng thôi. Còn thực tế khi sử dụng như thế nào thì sẽ còn phải chờ xem. Và các sản phẩm này đều đem lại cho các bạn hiệu năng cực kỳ tốt nên mình nghĩ là cũng không phải băn khoăn nhiều về cái việc là sản phẩm này chạy có nhanh hay mượt hay là như thế nào. Và đây thì là điểm số mà mình chấm với cả 3D Max để thử cái hiệu năng của GPU để xem các bạn chơi game có tốt hay không. Thì rõ ràng là hiện tại bây giờ GPU điểm số các thứ linh tinh của nó đều rất là cao. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào các bài test thực tế hơn. Mình sẽ mở thêm các ứng dụng nhẹ nhàng như là Facebook hay là Instagram. Vào với các ứng dụng nhẹ nhàng, đầu tiên là Ninja Spin Key. Tại vì đây test hai máy nên là nó sẽ có sự sai số nhẹ nhẹ. Với mấy cái game nhẹ này thì nó sẽ không chênh lệch nhau quá nhiều đâu như các bạn đã thấy. Thì mình sẽ cố gắng để ấn cho nó một cách chuẩn xác nhất. Và khi mà chênh lệch nó quá nhiều ấy thì chúng ta mới có thể biết được là sản phẩm nào cho hiệu năng tốt hơn. PUBG Mobile này. Và mình khá là ấn tượng với cách chuyển cảnh ở trên iOS và ở trên chiếc iPhone X. Thì cái chuyển cảnh của nó khi mình ấn ngay vào ứng dụng ấy, nó phản hồi ngay lập tức và cái hiệu ứng chuyển cảnh của nó trông đẹp và cảm giác nó mượt mà hơn. Như các bạn đã thấy thì mặc dù là điểm số nó có thấp hơn một tẹo nhưng mà cái con iOS 12 nó load game với tựa game PUBG Mobile ấy, thì cũng khá là nhanh và cũng rất gì và này nọ tương đồng với cả phiên bản iOS 11. Hơn nổi chứ. Đó, và theo cuối cùng đó là chiếc Galaxy Note 9. Lâu quá, vẫn chưa xong. Ok, cả ba máy đều đã load vào trong rồi. Bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài và chúng ta sẽ thử với thử game tiếp theo là Temple Run 2. Huyền thoại của làng test game. À, thứ là test đó, speed test. Mặc dù mình không nhanh đâu nhưng mà mọi người cứ bắt mình làm bài speed test. Cái này phải hỏi người yêu mình kiểm chứng rõ. Và với tựa game nhẹ này thì cả ba máy đều vào khá là tương đồng với nhau. Tiếp theo là tựa game Advan 9, một tựa game mới ra gần đây và nó ngoài việc đòi hỏi hiệu năng tốt ra thì nó lại đòi hỏi chúng ta phải có kết nối mạng để mới có thể chơi được. Nên là nếu mà mạng cùi thì nó sẽ không thể load được game. Đó, và như các bạn thấy thì đầu tiên là Galaxy Note 9, sau đó đến phiên bản iOS 11 ở trên iPhone X và cùng iOS 12. Một sự chênh lệch cũng khá khá và mình sẽ không vào hẳn những tựa game này mà mình sẽ vào đến đây thôi. Sau đó thì mình sẽ vào với Rule of Survival, những cái hiệu năng này của nó. Đó, như các bạn thấy hiệu ứng chuyển cảnh ở trên hai chiếc iPhone X này khá là mượt mà. Và với tựa game Rule of Survival thì hai chiếc iPhone X đã load vào trước so với cả chiếc Galaxy Note 9. Bây giờ mình sẽ vào tiếp. Đó là... Ủa? Tựa game Asphalt 8, một tựa game test kinh điển. Đấy, két không? Thế nên là mình đâu chơi Advan 8, Advan 9 mình mới chơi cơ. Và với tựa game này thì trên chiếc Galaxy Note 9 nó load nhanh một cách kinh khủng khiếp luôn. Vừa ấn vào cái cảm giác kiểu chuẩn vài giây sau, 2-3 giây sau nó load xong tựa game này rồi. Và mình sẽ vào hẳn với màn chơi.
Bài này khó quá. 1, 2, 3. Vâng, một cái màn chơi này thì với ba chiếc điện thoại đang có ở đây đều là những flagship load rất là nhanh. Và cái việc load ở trên cả ba thiết bị này đều khá là tương đồng với nhau. Chúng ta sẽ vào tiếp với tựa game tiếp theo, đó là Afan Extreme. Rồi, ok, tựa game cuối cùng này thì mình sẽ không test. Và như các bạn thấy đi, hiệu năng ở trên cả ba thiết bị này đều đem lại một cái hiệu năng rất là cao. Và với con chip Exynos 9810 này thì hiệu năng của nó thì có những tựa game nó đã tối ưu ngon hơn so với cả hai chiếc điện thoại iPhone X ở đây. Và cũng có những tựa game nó thua kém một chút. Vậy thì như các bạn thấy thì hiệu năng của nó cũng không hề thua kém là bao, và có thể nói là gần như là ngang ngửa so với cái hiệu năng ở trên con chip Apple A11 Bionic này, thì đều đem lại hiệu năng cho các bạn rất là tốt. Chúng ta sẽ vào tiếp với một ứng dụng nữa để thử khả năng đa nhiệm, vì ở trên iPhone X là 3GB và nó được tối ưu khá là tốt bởi do iOS mà. Ở trên chiếc Galaxy Note 9 là 6GB và 128GB bộ nhớ trong. Ngoài cái việc là do cái con chip nó mạnh mẽ như thế nào thì việc mở game, ứng dụng nó cũng phụ thuộc vào cái tốc độ đọc ghi của bộ nhớ. Ở đây thì mình chưa tìm được cái ứng dụng nào mà nó ở giữa cả hai ứng dụng này, nó xuất hiện trên cả hai ứng dụng này để có thể test ứng dụng cho bạn. Nhưng mà thấy iOS 12 vẫn giữ được đa nhiệm ở trên cái này, còn với iOS 11 thì nó đã không giữ đa nhiệm ở trên ứng dụng YouTube, và Galaxy Note 9 vẫn vậy. iOS 12 này đa nhiệm tốt vãi. iOS 11 thì như bạn thấy đã phải lốt lại rồi này. Đấy. Thì 6GB đã hiện tại đang tỏ ra vượt trội với những cái ứng dụng benchmark mà ngày đầu tiên mình đã thử nghiệm, thì nó không hề phải lốt lại một cái gì cả. Facebook thì sao? Cũng vậy. Sự đấy, iOS 12 có vẻ như là làm đa nhiệm còn ngon hơn nữa. Nên nếu không phải lốt lại cái gì luôn, iOS 11 ở trên này thì mình đã phải lốt lại khá là nhiều ứng dụng. Ninja Spin Key. Rồi, iOS 11 đã phải lốt lại rồi, PUBG Mobile thì sao? Rồi, lốt lại hết. Bây giờ mình sẽ thử ở trên iOS 12 và thôi thử cả ba con đi. Đấy. Với 6GB này thì nó tỏ ra khá là vượt trội so với iPhone X, kể iOS 11, iOS 12. Thì với iOS 11 phiên bản mà các bạn đang sử dụng ổn định nhất thì nó đều lốt thua kém so với cả chiếc iPhone X với cả chiếc Galaxy Note 9. Còn với iOS 12 thì có vẻ như là nó khá là ngang cơ so với cả chiếc Galaxy Note 9. Nó chỉ lốt lại vài cái ứng dụng đầu tiên thôi. Và như các bạn đã thấy thì rõ ràng là với chiếc Galaxy Note 9 lợi thế với 6GB thì nó không hề phải lốt lại bất kỳ một tựa game hay là ứng dụng nào cả. Trong khi đó thì iOS 12 đã cho hiệu năng tốt hơn so với cả iOS 11 khi được quản lý RAM tốt hơn. Với các sản phẩm này đều đem lại cho bạn hiệu năng rất là tốt, xử lý nhanh, mượt mà. Và để là con chiếc đầu bảng thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình chiếc Galaxy Note 9 với nhiều cái tính năng và nhiều cái thú vị hơn, hay là sẽ lựa chọn cho mình một thiết máy gọi là quá sang và xịn như mình, đó là chiếc iPhone X. Mời các bạn comment chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới. Và hiện tại thì Hoàng Hà đang cho đặt hàng chiếc Galaxy Note 9 rồi, tôi có quà tặng trị giá lên tới 12 triệu cơ. Các bạn có thể tham khảo link đặt hàng ở bên dưới. Và nếu muốn sở hữu cho mình một chiếc iPhone X thì cũng có khá là nhiều cái mức giá cho các bạn để lựa chọn, từ iPhone X cũ, iPhone X CPO hay là cả hàng mới, hàng VNA. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.